thị trấn này có rất nhiều người muốn đi chết, người già thì treo cổ, người thất nghiệp thì uống thuốc độc, những kẻ lang thang thì thắt túi ni lông ngộp thở mà chết, đến cả chim bồ câu cũng nhảy lầu tự tử. Vì vậy, một cửa hàng chuyên bán đồ hỗ trợ tự sát đã xuất hiện. Việc làm ăn vô cùng phát đạt, trong cửa hàng bán đầy những sản phẩm tự sát đa dạng. Bảng giá rõ ràng, khách hàng có thể tự lựa chọn cách thức tự sát phù hợp cho riêng mình, để ra đi một cách vui vẻ nhất. Rất nhanh, vị khách đầu tiên đã xuất hiện, người đàn ông này ban đầu định sắp đặt thành một vụ tai nạn giao thông, thế nhưng lại được người ta cứu về, bởi vì ở thành phố này, nghiêm cấm tự sát ở nơi công cộng. Nếu như tự sát ở trên đường phố thì sẽ bị phạt tiền, trong trường hợp thân chủ mất mạng thì khoản tiền phạt sẽ phải chuyển sang cho người thân chịu thay. Rõ ràng, người đàn ông này chưa hề có kinh nghiệm trong việc tự sát, vậy nên ông già này đã tốt bụng đưa anh ta tới cửa hàng bán đồ tự sát. Sở hữu cửa hàng này là một gia đình gồm 4 người, đó là vợ chồng chủ cửa hàng và hai cô con gái. Chủ cửa hàng đã giới thiệu cho người đàn ông nọ những sản phẩm tại đây, nơi đây có 300 loại tự sát, dây thừng, thuốc ngủ, thuốc độc, rồi cả dao kiếm võ sĩ, vân vân. Chỉ cần bạn muốn tự sát thì ở đây thứ gì cũng có. Vốn là một cửa hàng gia truyền uy tín, nơi này chưa từng có vị khách nào quay trở lại. Cuối cùng, người đàn ông đã lựa chọn một chai thuốc độc. Ông già vỗ vai rồi từ biệt anh ta. Cùng hôm ấy, vợ ông chủ cửa hàng đã hạ sinh một bé trai. Thế nhưng cậu bé lại khác biệt hoàn toàn với những người ở trong thị trấn. Cậu ta rất thích cười. Đây đích thị là một sự xấu hổ của dòng họ, bởi vì sự ra đời của cậu bé đã khiến cho chuyện làm ăn của cửa hàng tụt dốc không phanh. Mỗi người khách tới cửa hàng lựa chọn sản phẩm đều nhanh chóng bị thu hút bởi đứa trẻ này. Sau đó không muốn tự sát nữa, để ngăn cản cậu bé cười, ông chủ liền lập tức kéo nụ cười của nó méo xịch xuống. Nhưng ông ta càng cố dùng lực bao nhiêu thì đứa bé lại càng cười to bấy nhiêu. Vì thế, ông ta đành phải tiếp đón khách hàng qua loa lấy lệ cho xong, để người ta mau mau bỏ đi. Cứ như vậy, đứa trẻ cứ cười mãi, cười mãi, cười mãi, cho tới khi lớn lên. Cậu bé tên là Alan, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát chơi đùa ở trong cửa hàng, tươi cười hớn hở chào hỏi, chúc sức khỏe và tạm biệt những vị khách tới đây. Bà chủ lúc nào cũng phải ngăn cản, nhắc nhở con trai, từ giờ trở đi không được nói hẹn gặp lại, mà phải nói vĩnh biệt nghe chưa? Bởi vì bọn họ không bao giờ quay trở lại đâu. Có điều Alan chỉ cảm thấy buồn được một lúc là cậu lại vui vẻ trở lại ngay. Cậu vẽ hình mặt cười lên bánh mì, vẽ bức tranh gia đình hạnh phúc lên trang giấy. Bà chủ liền lấy bức tranh màn đêm tối tăm lạnh lẽo ra để dạy cậu bé rằng phải vẽ như thế này mới đúng. Những người trong gia đình luôn luôn gieo rắc vào đầu cậu những suy nghĩ tiêu cực buồn bã, thế nhưng Alan vẫn luôn lạc quan. Lúc đi ngủ, cậu vẫn gõ nhẹ vào bức tường để chúc bố mẹ mình ngủ ngon. Chúc bố mẹ ngủ ngon nhé. Im mồm lại. Thậm chí nửa đêm, cậu còn lén lút phá hỏng những sản phẩm tự sát trong cửa hàng. Khách hàng muốn dùng hòn đá để tự sát, cậu bé liền cắt đứt dây sắt, khiến cho vị khách có thêm một cơ hội để suy nghĩ lại. Cửa hàng này chuyên kinh doanh đồ tự tử, làm ăn khá phát đạt, bởi vì trong thị trấn có quá nhiều người muốn tự sát. Nửa đêm, cửa hàng bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Đó là một người đàn ông cầm một khẩu súng. Anh ta tỏ ra vô cùng đau khổ, không thể chịu đựng nổi dù chỉ một giây phút, vì thế đã tới đây để mua đạn. Ông chủ như thường lệ nhận tiền và giao hàng, và còn cộng thêm phụ phí phục vụ nửa đêm. Một viên đạn mà tới tận 35 đô. Ông chủ vẫn không hề cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không thấy vui, vì chính ông ta cũng muốn chết đi, vẫn không vui. Ông ta tiếp tục lấy lại tinh thần để kinh doanh. Những yêu cầu của khách hàng cũng ngày một kỳ lạ. Có một cặp đôi muốn chết cùng nhau, một quý bà muốn chết mà vẫn phải xinh đẹp, một thần giáo thể dục muốn chết theo kiểu thật ý nghĩa, một người phụ nữ chết vẫn không muốn làm bẩn áo quần, không thể vui vẻ sống nên chỉ muốn chết một cách thoải mái mà thôi. Một tên lang thang cũng muốn tự tử nhưng lại không có tiền. Bà chủ đành phải tặng cho anh ta một cái túi ni lông và một sợi dây. Buổi chiều, ông chủ còn đích thân giao hàng tới tận nơi cho khách. Đột nhiên ông ta cảm thấy thật bất lực, bởi vì ông ta không hề muốn giúp người khác chết đi. Chuyện này thật buồn bã, sự bức bối trong lòng thậm chí còn khiến ông ta muốn kết liễu sinh mạng của chính mình. Nhưng vì sinh mạng của gia đình dòng họ nên ông vẫn phải sống tiếp. Buổi tối đó là sinh nhật của con gái ông ta, mọi người đều chúc mừng cô bé rằng lại thời gian sống lại ít đi một năm. Dựa theo truyền thống sinh nhật ở đây, quà mà mọi người tặng đều vô cùng tăm tối, như bánh gato hình quan tài, dây chuyền đầu lâu, áo sơ mi đen hay là một con thỏ bị rách bông. Chỉ có quà mà Alan tặng là khác biệt hoàn toàn. Cậu bé tặng chị gái một chiếc khăn tay màu hồng và một chiếc đĩa CD. Cậu bé còn cầm chiếc khăn ân cần buộc vào cổ giúp chị gái và đưa cho chị một chiếc đĩa CD nhảy múa. Những người trong nhà đều cảm thấy cô bé thật xấu xí, nhưng trong mắt Alan, chị gái là người xinh đẹp nhất. Cậu bé hy vọng chị mình sẽ ngày càng vui vẻ. Đêm đó, ông chủ mất ngủ cả đêm, cuối cùng ông cũng đi tới đường cùng. Người vợ an ủi ông ta, ngày hôm sau liền dẫn ông ta tới bệnh viện. Bác sĩ khuyên ông ta cần về nhà nằm giường nghỉ ngơi 2 ngày. Trong lúc con trai cả đang trông nom ông thì căn phòng bỗng nhiên có một quả bong bóng dễ thương bay vào. Thì ra chính là bong bóng do Alan thổi cho chị gái. Cô bé đã thật sự trở nên vui vẻ hơn. Đèn đỏ vừa bật lên, một người đàn ông bước ra ngoài đường định tự sát. Cảnh sát liền lạnh lùng rút ra đơn phạt tiền rồi quay đầu bỏ đi. Alan tận mắt nhìn thấy chuyện này và cảm thấy vô cùng buồn bã. Cậu bé đã nhìn thấy quá nhiều cái chết trong thị trấn này. Cậu bé đã từng nửa đêm lén lút cắt đứt sợi dây thừng, từng cứu sống một người đàn ông lấy đá để tự sát, chỉ mong cứu được từng mạng sống một. Thế nhưng cậu vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì. Vì thế, cậu đã cảm thấy vô cùng buồn rầu. Cuối cùng cậu nghĩ ra một cách.
cậu cùng những người bạn mượn một chiếc xe hơi của người lớn, rồi cùng nhau gắng sức đẩy chiếc xe tới trước cửa hàng tự sát nhà mình. Cậu bé nhét chiếc đĩa CD của mình vào trong máy phát thanh của chiếc xe và mở toàn bộ âm thanh lên, vặn volume N ở mức to nhất. Rồi cùng các bạn trốn ở phía sau, Alan dùng điều khiển mở máy phát thanh nhạc lên và lập tức làm chấn động cả vùng. Tiếng nhạc nhộn nhịp vang vọng khắp nơi, những vị khách trong cửa hàng bắt đầu rung lắc. Người chị gái cũng không kiềm nổi, bắt đầu nhảy múa. Tới khi tiếng nhạc dừng lại, những hàng hóa trong cửa hàng đã hoàn toàn vỡ nát. Khách hàng không mua được gì, đành phải rời đi. Một ông già lúc rời đi, còn tiện tay ăn trộm một sợi dây thừng. Nhưng trong khung cảnh hỗn loạn ấy, người chị đã sa vào lưới tình. Cô đã yêu một vị khách tới đó, và đồng thời cũng đã tìm được niềm hạnh phúc của cuộc sống cho riêng mình. Bà chủ trông thấy cửa hàng đổ nát, vô cùng đau khổ. Thế nhưng trông thấy đôi trẻ say đắm tình tứ, bà nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa cảm nhận được niềm xúc động nào tới vậy. Cả gia đình ôm chầm lấy nhau một hồi lâu. Kế hoạch của Alan đã thành công rực rỡ. Niềm vui chưa được bao lâu thì ông chủ đã tỉnh lại, trông thấy cửa hàng trống rỗng. Sự tức giận trong lòng ông bùng lên dữ dội. Ông cầm con dao lên, định giết đứa con trai. Alan đành phải tháo chạy, chạy tới sân thượng. Cuối cùng đã tới đường cùng, Alan liền nhảy xuống để xua tan cơn tức giận của bố mình. Ông chủ sững sờ, ông vô cùng ân hận, bởi ông không ngờ đứa con trai đã thật sự nhảy xuống. Trong lúc mọi người đang hết sức buồn bã thì tiếng nói của Alan lại vang lên. Thì ra, cậu bé vẫn chưa chết. Những người bạn của cậu đang ở dưới tầng căng một tấm bạt rộng để đỡ lấy cậu bé. Và đây cũng chính là một trong những kế hoạch của Alan. Cậu bé rơi xuống tấm bạt, cứ bật lên rồi lại nhảy xuống, mô phỏng các biểu cảm vui vẻ để trêu đùa bố mình. Mọi người đều bật cười. Tại một diễn biến khác, một người đàn ông định treo cổ tự sát, thế nhưng lại không thành, bởi sợi dây thừng của ông ta đã bị Alan lén cứa một đoạn trước đó. Ông ta lại mơ hồ bước tới cửa hàng tự sát, định đi chết một lần nữa. Thế nhưng lại trông thấy mọi người đang cười đùa với nhau, cửa hàng tự sát đã biến mất. Nơi này đã biến thành một cửa hàng bánh vô cùng dễ thương, mọi người đều ngập tràn niềm tin vào cuộc sống. Vì có cửa hàng này, nên cả thị trấn nhỏ ấy dường như cũng sáng bừng hồi sinh một lần nữa.